Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dorin. Các bạn thân mến, Julie Darling là một bộ phim kinh dị tâm lý năm 1983 do Paul Nicolas làm đạo diễn. Bộ phim là sản phẩm của sự hợp tác giữa Canada và Tây Đức cũ. Với nội dung kể về Julie, một thiếu niên mới lớn xinh đẹp và ngọt ngào, cô ấy yêu cha của mình theo một cách không bình thường và ấp ủ những âm mưu đen tối và nham hiểm để loại bỏ những người phụ nữ khác bên cạnh anh ấy, cụ thể là mẹ ruột và mẹ kế của cô ấy. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Anthony Francis Osa, Simbo Danning, Isabel Mezius, Paul Hubbard và Kindy Gunling. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Isabel Mezius đóng vai Julie, một cô gái trẻ tuổi kháu khỉnh, sống với cha mình là Harold và xem ông là tất cả thế giới của cô. Julie và cha cô có chung sở thích về săn bắn và chính ông đã huấn luyện cô về nghệ thuật thổi bay một động vật hoang dã bằng súng trường hoặc súng ngắn. Julie thực sự không thích Irene, mẹ của cô ấy, người đã gặp khủng hoảng giữa cuộc đời dẫn đến bị rối loạn thần kinh đã khiến cô ấy đổ lỗi cho những vấn đề hôn nhân của mình cho Julie. Để thoát khỏi vấn đề này, cô đã thuyết phục chồng chuyển Julie đến trường nội trú, khiến cô bé rất thất vọng. Từ đây, Julie liên tục âm mưu gây khó khăn cho cuộc sống của mẹ cô ấy. Ví dụ, Harold tặng cho cô ấy một con chăn cảnh và cô ấy không hề ngần ngại khi cho phép nó ra khỏi bể kính, đi lang thang quanh nhà và làm cho Irene kinh hãi khi phát hiện ra. Điều này khiến Julie không khỏi thích thú. Nhưng cha cô ấy đối xử với hành vi xấu của cô ấy bằng một tấm lòng nhân từ bao dung. Một ngày nọ, một người giao hàng tên là Weston đến giao đồ ăn cho gia đình. Irene đã nhờ anh ta đem con chăn ra khỏi nhà để không phải chịu đựng thêm sự phiền toái nào nữa. Chính điều này đã làm cho Julie vô cùng tức giận và bắt đầu nảy sinh những âm mưu tà ác với mẹ mình. Hôm sau Weston quay trở lại, anh ta bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Irene và bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ tà dâm. Khi anh ta hãm hiếp Irene trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng la hét của Irene đã thu hút Julie. Cô ấy chạy đi lấy khẩu súng săn và ngắm bắn, nhưng cô ấy không ra tay, khiến cho Irene bị giết và hung thủ bỏ chạy ngay sau đó. Julie nghĩ rằng giờ đây cô ấy có thể giành lấy cha cô cho riêng mình, nhưng anh ấy sớm tìm thấy một người vợ mới, Susan, một phụ nữ quyến rũ. Cô ấy mang đến sự hấp dẫn về giới tính và một đứa con riêng. Sau khi Julie tỉnh dậy và nghe thấy âm thanh ồn ào giữa cha cô và người bạn đời mới quyến rũ của anh ta, Julie bắt đầu nuôi dưỡng những ham muốn loạn luân với cha mình. Trong đầu cô nhanh chóng nảy sinh một âm mưu để sớm thoát khỏi người mẹ kế mới của mình. Đã có rất nhiều bộ phim nói về những đứa trẻ xấu xa trong những năm qua, nhưng Julie Darling tự phân biệt mình bằng cách biến thái hơn tất cả. Đây thực sự là một bộ phim rất khó chịu và đáng lo ngại, vì nó quá bệnh hoạn, xoắn suýt, vô đạo đức và không đúng về mặt chính trị. Thật sốc khi một đứa trẻ lại có những tình cảm không lành mạnh với cha của mình. Không những vậy còn ấp ủ trong đầu những âm mưu khủng khiếp và không phù hợp với độ tuổi như vậy. Julie 16 tuổi, đang ở độ tuổi phát triển tâm sinh lý và dễ nổi loạn, một độ tuổi gây ra những sự khó chịu cho các bậc phụ huynh. Tính cách xấu xa của cô ấy thể hiện qua sự thích thú khi cho con rắn cưng ăn những con chuột sống, niềm vui bắn chim khi đi săn cùng cha mình và những trò đùa tàn nhẫn mà cô thực hiện với người mẹ Iris. Sự nhẫn tâm và ích kỷ của cô ấy được nâng lên tột đỉnh khi cô ấy lợi dụng hành động xấu xa của gã giao hàng để loại bỏ người mẹ của mình. Cô ấy cũng có một giao dịch trực tiếp với thủ phạm để làm điều tương tự với người mẹ kế. May mắn là sự khác biệt giữa Susan và người vợ cũ Iris là Susan nghi ngờ Julie có thể không tốt và luôn để mắt đến cô ấy. Sự ích kỷ và xấu xa của Julie một phần đến từ người cha Harold. Anh ta quá gần gũi và nuông chiều Julie, một người tôn thờ con gái. Bản thân anh ta cũng là một kẻ khốn kiếp. Anh ta đang lừa dối vợ mình và không hề tỏ ra buồn bã trước cái chết thương tâm của cô, vì anh ta đã hẹn hò với Susan trong vài năm và xem cái chết của vợ như là một cơ hội để giải thoát. Diễn xuất của các diễn viên là rất tốt. Mezius rất tuyệt trong bộ dạng của một thiếu nữ 16 tuổi, trong khi tuổi thực của cô khi tham gia bộ phim là 21. Nam diễn viên quá cố người Ý Anthony Franciosa trông rất nghiêm túc trong vai người cha già thân yêu. Kindy Gunling cũng rất sexy và xinh đẹp, nhưng có lẽ chứng rối loạn thần kinh trong phim của cô đã khiến Harold hẹn hò với Susan. Trong khi Paul Hubbard rất hợp với vai một kẻ sát nhân dâm đãng. Xuất hiện trong nửa sau của bộ phim, Simbo Dining
mang đến hình ảnh một người phụ nữ cứng rắn nhưng quyến rũ. Đây có thể là một bộ phim khó xem với nhiều người, nhưng với tôi đây quả thật là một bộ phim kịch tính và hấp dẫn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.